Cá để câu bao giờ, muốn câu thì đứng ở trên bờ, cá ăn thì giật không chờ tới khuya. Hello các bạn nha, hôm nay mình đi xuống ngay chỗ cái khu Thạnh Xuân, mình câu coi thử câu cá không nha các bạn. Đây vừa xuống gặp ông chú cũng cần thủ, đang chuẩn bị câu cá sặc mấy bạn ơi. Đây chú Ba Lan, hello chú. Chào cả nhà. Đó, ông chú này thì cũng đam mê câu cá các bạn ơi. Đó, thành ra giờ hai chú cháu đi câu coi thử câu cá không, quay cho các bạn xem nha. Ok. Chào cả nhà nha. Đây, chú đang soạn đồ câu ra đây mấy bạn. Chú bây giờ đang đánh cá sặc. Lâu quá kêu câu cá này. Đây là mấy cái đồng đổ nhúc đó mấy bạn. Cho mình thấy cá sặc cũng nhiều lắm. Quá trời cá sặc luôn. Đi con cái đi dưới miệt dưới mọc quá Vĩnh Hưng, đi với tụi Trung Củ Chi đi không có kịp nó. Dạ. Nó rẻ nó chạy dữ lắm. Đi đợi nhau đi chứ. 80-90% xong mình lớn tuổi đâu có đua theo nó kịp. Dạ. Đi phải đợi nhau đi chứ, đua thì đua sao nổi. Tụi con đi đông cũng đua cũng đợi nhau đi à. Dạ. Đây lát nữa mình ra ngoài sông này mình nhấp cá rô thử có mấy bạn ha. Cá rô đó. Đây, chút nữa mình ra ngoài phía bờ sông này nè. Mình ra ngoài này mình câu. Đây mình câu ta mày ăn câu ta chấm không có lợi đâu nha. Nhảy xuống bắt luôn. Ăn câu nhảy xuống bắt luôn. Cỡ cái áo phung ra xuống tao cầm mày lại được. Cái con sẻ nãy giống con cá đóng ghê đỏ lừ. Đây rô đồng ít quá ha. Có ít. Đó một em đây cho đâu nào chú giờ lên con coi sạc đây đó sạc bướm giờ không có cá rô câu cá sạc chơi vậy đó. Để nó có làm ổ đây, cái cá sạc đó là chiên cũng ngon lắm á. Chú phải về làm khô. À làm khô cũng được. Hồi khô một nắng. Câu về nhà làm khô. Còn mấy làm chả. Xay ra luôn. Xay luôn. Thế này xương nhỏ bé tí mà lo gì. Làm sạch xay đi. Xay nhuyễn luôn chú ơi. Nó cũng chịu ăn dữ chứ hả, thả xuống là nó ăn, thả xuống ăn. Còn nữa mà không chết. Câu cá sặc này là nhẹ nhàng nhất. Dở nhẹ nhàng hả? Chú có xả ổ không? Có bự luôn. Có xả. Xả mà cá rô nó cũng vô. Không vô. Cái này để ngày mai về làm cái dòng khác, cái dòng phải bự hơn vậy nữa. Đập bèo ra cái xả vô, rồi đem cái đồ để thả màu vụ ra. Phải đem cái chai kia mới được. Có cái chai nước khoáng cắt. Giống trừ kiểu như nước ngoài vậy. Nó có cây cầu cũng tháp giống mình dài lắm. Nó có cái chuồng muỗng à, để cái đồ màu dầu á. Dạ. Tuốt ra đầu kia cái lật cái là đổ xuống đó im rút vô. Trời, nước ngoài chơi như này dữ vậy. Trời ơi, chơi thuyền luôn, thuyền điều khiển luôn. Nhà bếp lấy cái lồng vàng
cột dây ra thọc chừng 2-3 chung rượu, cái giao ca xong mới xuống chui dưới nhà tỷ đạ. Dạ. Bị rỗng rỗng dục chừng chung rượu à. Cái này màu thuốc ngồi hút hết cái thuốc, nó ăn hết kiếm nổi xong nó lặn xuống, à, dở mê thôi. Ngày nào về cũng ký mấy 2 ký. Là có sạc không luôn á? Có chặt mà chặt bự không à. Dạ. Về nhà thôi, vợ bà cả hỏi, ủa cá, ông đi làm mà sao lại có cá? Vậy mới hay chứ. Câu quả gì, có bữa quất con cá lóc 1 ký mấy. Dạ. Ở sau cái hào đó, hồi xưa chế đậu cũ nó đào cái hào lên rồi nó đắp cái mô. Yeah. Ở dưới cái mô đó là những cái hầm bí mật. À. Nó nhốt tù gì dưới, sau này mới phát hiện xuống. Cái cửa của nó sẽ xong sắt là toàn sắt tròn, hồi xưa cỡ sắt 18 luôn. À. Là biết cái đó là để nhốt tù nó gì. Dưới đường hầm ấy. Giờ còn luôn á chú? À. Tại lúc đó làm qua là quen có mấy ông công an là dân Củ Chi. Dạ. Có ông anh Năm đồ còn xảy ra cũng đó. Thôi ông Năm ổng câu cũng hay lắm. Dạ. Anh câu cá lóc bệt bành bành. Không kéo chạy về mà không dính hả? Nó kéo chạy về mà không dính ha. Cái lưỡi như xíu vậy mà sao nó lại không nuốt được cái lưỡi, nó nhậm lưỡi mà nó ở đâu mà mình giờ không? Nó chưa nuốt. Còn nó chịu ăn nuốt là chết à. Dạ. Yeah. Có điện cho thằng Trung Củ Chi, thằng Trần Trung. Dạ. Tại vì cháu ban ngày cháu mắc hớt tóc, tại vì đó là ngày của nó là ngày hớt tóc. Dạ. Nên nó chiều nó mới đi, nó đi câu đêm không à. À. Cái mà câu đêm thì chú đi cũng được. Chú nói có chuyến nào Trung đi câu ngày á, điện nhắn tin cho chú đi giao lưu bữa. Ừ. Dạ để qua Tết đi chú. Qua Tết ít khách vắng khách á. Dạ. Có đi thiên ngày được. Hôm nào nay nó đi. Nói chung câu cá đi miệt về với miền Tây là lúc nào cũng có chú ha. Thằng Trung Củ Chi nó bừa quá. Đi với nó mình thấy nó đi không mình đã ngán. Trạng lại hả? Nó mang đồ nó ban vô toàn là sậy gì đậm ri đậm tích à, nó mang về ống nó lội rồi vô đó dắt rồi rắn rít. Ghê. Yeah. Đồ nó đánh chết. Câu cá gì mà chui vô gì cái vậy? Cá rô, cá rê già, cá đất lá. À. Lên tuốt trên Maren mà quá đã. À. Nó chịu ăn rồi này mà lử dở quá, dở cộm không? Đó. Dở cứ cộm cộm mà không sắp để về lửa mới lử chọn ra làm vợ lại. Lâu lâu mới đi con. Chú đẻ thiệt lâu thử coi. Chú đẻ thiệt lâu thử nó nuốt không? Cho nó kéo thì đó, nó nhấp nhấp cho nó kéo luôn đi cho mắc gì đâu. Cho nó nuốt cho đã luôn, nó nuốt lưỡi luôn á nha, ngậm lưỡi luôn. Chứ nó mới rỉa ở ngoài chưa dính. Đó. Tháng chạy lần kia rồi. Chạy lần kia được phải không? Con gì ta? Dữ thì cái này nó chỉ có 3-4 tách nước à. Dạ. Thả thao chút xíu vào con nhãn gì. Con gì mà giận giận nãy giờ này, nãy giờ hai chú cháu đang ngồi canh ở đây mà không biết con gì. Canh lên quay nó coi. Nó bắt đầu lên cho trình diện cho tới thấy con này là con gì. Này có con gì mà nó quận dữ. Chạy sống luôn mà không biết con gì đó. Chưa thấy nổi nữa. Mấy xẹt lợi ta là mày nát giáo rồi. Ừ, nó không thấy. Nãy rau này người ta không có cho lội. Dạ. Không có cho xẹt, cũng biết ra. Đó, anh lập á. Dạ. Con thích đáng gì dưới đây nó làm nghèo rồi. Nghĩ là không bán cá đâu.
lấy cá quá. Lấy cá đâu đây có? Có nhiều khi bờ sông thì có. Còn? Có. Lâu lâu nó bò nó đứng theo cống đổ vô làm gì đó. Thì câu dưới Tân Thế Hiệp là ba người cũng ban ngày là mà giữa ngã ngay cái góc ngã ba sông luôn, đứng hội hợp luôn á. Nó giận nó quận y như là cái chiếc ghe chiếc vỏ lại mà quanh cua mà để sấy vậy đó. Yeah. Nó giỡn nó hết hồn luôn, ghê thiệt. Mà không biết cái con quái gì, chứ mấy ông cũng nghĩ là con rái cá được cá chứ cái bánh lái nó ấy thôi, mà giữ vậy bự giữ vậy rái cá nó nhẹ nhàng lắm chứ đâu giữ vậy. Ghê luôn, nó giỡn cái khủng hoảng luôn. Ba người đứng đó mà thấy. Rồi rốt cuộc có thấy nó không? Không luôn. À cũng không thấy luôn hả? Chỉ thấy nước quận thôi gì? Lần quận đó, lát nó quận, nó không có lên mặt nước mà lắp đắp hoài đó. Mấy đầm này lắp đầy chứ. Về chạy lên đứng nông bắc, mai chụp nhé cơm, mai sắp cây câu qua đây thảy thử thôi. Đã thảy được đó chứ. Dính không? Tê dọn luôn. Sáng lại cho. Con gì chạy dưới đó? Hay là có ai lặn dưới không ta? Ai đâu mà lặn dưới. Lặn gì mà cái con gì chạy mà giận dữ vậy? Lặn nãy giờ ngóc đầu lên rồi chứ có ai mà lặn. Con cá mà cỡ 3 kg chạy cũng chưa giận được vậy. Không, 3 kg chạy giận vậy đó. Tại vì cái đây biết bèo nó im á. Con... chạy đụng á, chạy đâu, đụng đâu ai làm gì nó sợ nó mới chạy đâu, tên dí cá nó ăn á, chứ còn từ đường hợp hoặc là nó rượt theo con mồi thì nó đang ăn mồi dí á chứ, nó dí mồi ăn nãy giờ đó chứ, nó chạy thấy ghê, nó chạy thêm kia chạy qua luôn mà lòng vòng lung kinh luôn. không hiểu luôn. Móc cá sặc thả ngay chỗ đó, chút nữa nó bơi tới đó nó lụm luôn á. Mà nếu đúng con rái cá thì cũng không bắt được nó. Không, ý cá chứ. Con đó nó không phải là con nút trọng. Dạ. Con nút trọng thì nó mới nút lửa, còn ảnh trọng ảnh nhai. Đúng rồi. Xé nó nhai luôn à. Nhai lát nhẹ nhai cái lưỡi được. Nhai trúng lưỡi phun ra liền không? Mấy đầm này cái lóc đầy chứ. Có mấy cũng có nhiều tay câu cái đó. Dạ, đây người ta vô tre hoài chỗ suốt công việc. Dạ. Câu mấy cái đám mà cặp mé bên bờ sông á. Dạ. Có bữa gặp cũng có được con ở 4 lạng. Thôi, chào thôi, đi về trong. Dứt cái dầm vô. Dạ. Chúng ta không chuyển khác đi rồi về. Đây, này mới gặp ông chú ngày đầu ngồi câu cá sặc tâm sự chơi mà không nãy giờ. Đổi lại. Hẹn ngày khác. Bữa nào hai chú cháu đi câu rồi quay tiếp. Nay câu cá sặc chạy tí giờ nước rút hết rồi. Giải trí mà. Dạ. Chung ngồi mát mát. Có lên cái tập nào gửi tặng cho các cần thủ một mấy câu thơ để cho các cần thủ nghe mà suy gẫm. Mấy ai lặn xuống vực sâu mà banh miệng cá để câu bao giờ, muốn câu thì đứng ở trên bờ, cá ăn thì vực không chờ tới khuya, chờ hoài không được thì về, lần sau đi tiếp có gì phải lo, đi câu thì đừng có so đo, cá nhiều cá ít thì chi cho nặng đầu, đi câu là để dạy sầu, chứ bộ đi câu để cất nhà lầu hay sao? Hết chưa chú? Quá hay. Câu bộ để cất nhà lầu hay sao? Đúng rồi. Câu là đam mê mà, cho vui thôi chứ.
bởi vậy đâu có ai lặn xuống vực sâu sâu mà nói hay nói tài nói giỏi. Dạ. Yeah. Muốn câu thì đứng ở trên bờ á, nó ăn thì giật chứ xong thì chờ tới khuya. Chờ hoài không được thì về. Làm sao đi tiếp thì có gì phải lo. Dạ. Đi sâu là đừng có lo đó, có nhiều đó gì còn nặng ở đâu. Đúng rồi. Đi chuyện câu có hay không chuyện bình thường mà. Câu thì rất nhỏ lòng. Nhiều tay đó. Câu nặng con cá lắm. Dạ. Yeah. Có bữa chú đây ra lắng le bò cò đi đi câu chú đâu có đem đầu đựng đâu. Dạ. Yeah. Câu lên nhiều cho hết. Nhầm nó ngày đó lại cá ăn dữ. Dạ. Cá chơi bắt tay tay cho hết. Giật cái hắt qua bên kia cho nó gỡ, hắt qua cho được cho tầm ủ kia gỡ rồi. Dạ. Yeah. Ở đây là hai chú cháu là lai rai nói chuyện chơi nha. Rồi. Câu cá không có, mấy con cá sặc bướm thôi. Rồi. Hẹn mấy bạn clip sau. Tại vì có công việc nha. Chú phải về đi công chuyện. Rồi ok, bye bye các bạn nha.